Bản Mường Lống, cách trung tâm xã Tri Lễ, huyện Quế Phong gần 40 km đường núi hiểm trở, đã từng là tụ điểm phức tạp về ma túy nhiều năm liền. Người dân Mường Lống từng sống trong nỗi lo âu về an ninh trật tự khi tình trạng mất tài sản liên tục diễn ra. Nhưng đến nay, mọi chuyện đã khác. 2-3 năm thì có công an xã, biên phòng, biên phòng bổ dân thì ma túy cảnh nữa thì giảm đỡ nhiều rồi. Những thay đổi tại Quế Phong là minh chứng cho hiệu quả của 2 năm triển khai đề án xã sạch về ma túy trên địa bàn tỉnh. Là địa phương có đặc thù diện tích rộng, đường biên giới dài giáp Lào, Nghệ An có đến 27 xã biên giới thuộc 6 huyện. Tình hình ma túy ở các xã vùng biên nhiều năm qua vô cùng phức tạp. Ngày 7 tháng 4 năm 2022, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 38 về triển khai thực hiện đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với mục tiêu phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, tạo lập lá chắn, vành đai biên giới không ma túy, xây dựng vùng xanh biên giới an toàn để ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh Nghệ An. Xác định cốt lõi của đề án là thực hiện được hai sạch, sạch điểm, tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy và sạch người nghiện tại địa bàn biên giới. Ngay từ những ngày đầu, lực lượng công an đã tập trung phương tiện, giải pháp để làm sạch hai đối tượng này. Sau 2 năm, công an các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh đã phát hiện bắt 2.369 vụ, 3.156 đối tượng phạm tội về ma túy, thu gần 200 kg ma túy các loại. Lực lượng phòng ma túy đã cùng sát cảnh, cùng với công an huyện, các cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá lại tình hình và đồng thời là giúp dưới sự chỉ đạo ban giám đốc để hỗ trợ ra quân tấn công triệt xóa bằng được các tụ điểm, các đường dây mà nếu như để lực lượng tại chỗ thì không thể giải quyết được. Song song với công tác giữ sạch thì việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp bà con vùng biên có đời sống kinh tế khấm khá chính là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Trong năm 2023-2024, Công an Nghệ An đã chủ động báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an hỗ trợ, đồng thời chủ động vận động hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để xây dựng và bàn giao hơn 3.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn ở 6 huyện biên giới. Bản thân tôi là trước đây tôi đã va vấp 2 tiền án về ma túy. Hiện tại bây giờ tôi về đến địa phương, tặng cho tôi được một căn nhà. Lực lượng công an Nghệ An mình lại có sự quan tâm thêm nữa là cho tôi máu tử con bò, tặng tôi là để cho tôi vươn trải. Vì một vùng biên sạch ma túy, các cán bộ chiến sĩ công an vẫn đang ngày đêm nỗ lực hết mình để bảo vệ thành quả mà 2 năm qua xây dựng được, góp phần sớm đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt-Lào.